khởi từ huyền thoại rồng tiên kết hợp, sông núi giao hòa để hình thành dòng giống Việt Nam. Mẹ Âu Cơ đưa 50 con lên núi, trên đường khai sơn phá thạch mở nước Văn Lang, thì hình tượng người phụ nữ Việt Nam ngay từ cột mốc đầu tiên của lịch sử đã hiện diện một cách cao quý trong dòng sinh mệnh dân tộc. Từ mẫu hệ qua phụ hệ, từ cuộc sống bộ tộc chuyển sang cộng đồng, xã hội, rồi trải qua bao nhiêu ức chế bất công của thời đại phong kiến, người đàn bà Việt Nam dần dà đã trở thành biểu tượng của gian nan chịu đựng, của tình thương bao la, như nhà thơ Minh Hương Hồ Dĩnh đã xúc cảm mô tả. Cô gái Việt Nam ơi, nếu chữ hy sinh có ở đời, tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực cho lòng cô gái Việt Nam tươi. Quả đúng như thế, giấy mực nào tả cho hết nỗi chuân chuyên nhưng hào hùng của phụ nữ Việt Nam. Trong gia đình thì cúc cung tận tụy như hình ảnh con cò lặn lội bờ sông, mà dù lam lũ đến đâu thì công dung ngôn hạnh vẫn là khuôn vàng thước ngọc dùng làm nền tảng cho cuộc sống. Ngoài xã hội thì lại càng không thiếu những tấm gương ngời sáng vun đắp cho lịch sử nước nhà. Từ thuở xa xưa Trưng Triệu phất cờ khởi nghĩa, cho đến thời cận đại cô Giang cô Bắc góp bàn tay đánh đuổi ngoại xâm, anh thư liệt nữ chẳng bao giờ thiếu. Paris by Night 90 hôm nay thực hiện chương trình đặc biệt với chủ đề chân dung người phụ nữ Việt Nam, như một đóng góp nhỏ bé nhằm vinh danh tất cả những người mẹ, người chị, người con gái Việt Nam, dù ở bất cứ cương vị nào, cũng đã liên tục góp phần làm thăng tiến xã hội và rạng danh giống nòi. Phấn son tô điểm sơn hà, làm cho rõ mặt đàn bà nước Nam. Miên man như câu ru êm của mẹ dịu dàng, nước biếc mênh mông như đôi tay ôm của mẹ trùng dương. Mẹ Việt Nam cho quê hương muối trắng thêm thơm mâm cơm mặn nồng, mẹ còn cho con luôn luôn tôm to cá lớn tươi ngon. Mẹ hiền không lên bão tố, mẹ già không đem nỗi khó, mẹ là mẹ nhà cho mưa với gió hiền khôn. Ngày ngày vươn vai ra khơi đón anh dương soi con tim bồi hồi, chiều chiều chơi vơi khắp ngôi thương thương nhớ nhớ con trong cuộc đời. Mẹ tìm con trong gió bắc, mẹ về phương Nam nắng gắt, tình nhà mở cửa đem ra góp với bao la. Xin thề giữ thơm quê mẹ, cuộc đời rồi phai tàn sau thế giới, chỉ còn tình yêu của mẹ mà thôi. Mẹ Việt Nam.
còn lưu nồng vạn trái tim. Dẫu không cùng tài trai vui tranh đấu, gánh sơn hà còn trong hơn sương máu. Dù thành thị hay thôn trang ai ơi, lòng hẹn lòng bạn gái ta xây đời. Chị em ơi quê nước chờ mong, ta sớm lập công tô thắm ra sơn Việt Nam. Ngoài những phút quan xuyến tề ra, hãy hướng lòng ta đến những ai đang cơ hàn. Kia cô nhi không chút tình thân, đây lớp tàn nhân năm tháng đau thương không trôi. Cùng tư quyên góp sức đồng tâm, muôn dân vui một đời vàng sáng tươi. Chị em ơi quê nước chờ mong, ta sớm lập công tô thắm giang sơn Việt Nam. Ngoài những phút quan xuyến tề ra, hãy hướng lòng ta đến những ai đang cơ hàn. Kia cô nhi không chút tình thân, đây lớp tàn nhân năm tháng đau thương thầm trôi. Cùng tư quyên góp sức đồng tâm, muôn dân vui một đời vàng sáng tươi. Chào mừng quý vị. Kính thưa quý vị, 17 nữ ca sĩ, 14 vũ công, bao nhiêu tà áo rực rỡ trên sân khấu, vừa cống hiến quý vị ba nhạc phẩm Mẹ Trùng Dương, Mẹ Việt Nam Ơi của Phạm Duy và Cô Gái Việt của Hùng Lân. Với ba nhạc phẩm đầy ý nghĩa đó, chúng tôi trang trọng khai mạc Paris By Night 90 Chân Dung Người Phụ Nữ Việt Nam. Lần nữa, chị Duyên xin cảm ơn tất cả các ca sĩ and thank you lovely dancers. Thưa quý vị, trở lại đây, thủ đô tị nạn, thì chúng tôi nhớ là chúng tôi vừa mới thực hiện cuốn Paris By Night 89 tại Hàn Quốc. Thì trước khi mà sang Hàn Quốc thì cô Kỳ Duyên với tôi cũng giống như là nghệ sĩ và chắc chắn quý vị cũng vậy thôi. Quý vị đã coi rất nhiều phim bộ Hàn Quốc. Thì khi mà chúng ta coi phim bộ Hàn Quốc, chúng ta say mê những hình ảnh tài tử rất đẹp, nhất là các cô gái trong đó. Thì chúng tôi cứ hình dung trong đầu rằng các cô gái Hàn Quốc là phải đẹp lắm. Sang đến nơi thì Thúy Nga cũng mời một số vũ công của Hàn Quốc vào nhảy chung với vũ công của Paris By Night, rồi các người mẫu Hàn Quốc trình diễn áo dài chung với lại các người mẫu của Paris By Night. Nhưng mà sự thực ra sau khi mà gặp các cô gái Hàn Quốc gần gũi rồi đi shopping chung thì tôi mới nhận ra rằng họ chỉ trắng hơn chúng ta thôi. Chứ còn các cô đó thì ăn kim chi nhiều quá, nó nổi mụn rất là nhiều. Thành ra lúc nào họ cũng phải đánh phấn. Thành ra tôi là người mà ít chú ý tới đàn bà, nhưng mà nhìn đi nhìn lại thì tôi cũng đành phải thú nhận là không có con gái nào đẹp bằng con gái Việt Nam. Thưa quý vị, đặc biệt trong phần mở đầu, quý vị thấy bao nhiêu bông hoa tuyệt vời trong những chiếc áo dài vẽ của Nancy Lee. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Kính thưa quý vị, một người khách quý của chương trình chúng tôi đó là một tiếng nói đấu tranh mạnh mẽ tại Quốc hội Hoa Kỳ, là người bạn đồng hành của cộng đồng Việt Nam chúng ta trên bước đường đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam và đặc biệt dành mọi mối ưu tư cho phụ nữ Việt Nam. Ladies and gentlemen, please welcome United States Congresswoman Loretta Sanchez. Thank you.
Venu Nui Phụ Nữ Việt Nam Cao Cả. Thank you, everybody, and it's great to welcome you to Southern California, my hometown, and to Paris by night. What a great evening you're going to have. And I just want to let you know that tonight we celebrate the Vietnamese woman. You can clap. This is what I know about the Vietnamese woman, not only here in America, but also in the times that I have been to Vietnam. They are very brave. They're very strong. They're very caring. They gather up the family and they protect it, they nurture it, and they feed it. It's a wonderful concept, this Vietnamese woman, beautiful in her Ao Dai, sexy. And you men are so lucky to have them. Applaud for them, please. Just as we had the two sisters in Vietnam, so do we continue to have the Vietnamese woman here in the United States, bringing up their family, educating their family, pushing their family for better things. And also, in my travel to Vietnam, I have seen the same bravery and the same kindness and the same smartness in the woman of Vietnam. So tonight, we celebrate all of the Vietnamese women. Thank you. Come on. Thưa quý vị, Duyên chỉ tưởng là chỉ có phụ nữ Việt Nam mặc áo dài cũng đẹp, nhưng mà quả thật bà Sanchez mặc áo dài cũng đẹp quá, phải không quý vị? Nhưng mà thưa quý vị, khi chúng ta ca ngợi nét đẹp của phụ nữ Việt Nam, chúng ta không chỉ nói tới cái đẹp của nhan sắc, của ngoại hình bên ngoài, mà chúng ta muốn cái sự hài hòa và đặc biệt là cái nét đẹp của tâm hồn để chúng ta có được một người phụ nữ toàn diện. Mà quả thực như thế, trong lịch sử xã hội Việt Nam, phong tục, tập quán, nét văn hóa đã chứng minh rằng người đàn bà Việt Nam qua bao nhiêu thế kỷ đã chấp nhận một cuộc sống thiệt thòi trong gia đình cũng như ngoài xã hội, luôn luôn cam phận và nêu cao một cái triết lý sống mà chúng ta gọi là thà người phụ ta, chứ ta không phụ người. Cho nên là ngay nhà thơ Đoàn Văn Cừ cũng đã có những câu thật đẹp để ca ngợi phụ nữ Việt Nam, chẳng hạn: hỡi cô gái Việt Nam tôi kính cẩn, cúi chào cô, người vợ thảo mẹ hiền. Cô là hiện thân của lòng kiên nhẫn, của dịu dàng, tình âu yếm vô biên. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin nối tiếp ngay để giới thiệu tới quý vị những nhạc phẩm đầy ý nghĩa trong chương trình ngày hôm nay. Một trong những câu chuyện lịch sử mà chúng ta đều biết đó là chuyện Huyền Trân công chúa. Thì nói vắn tắt là năm 1306 thì vua Trần Nhân Tôn gả công chúa Huyền Trân cho vua Chế Mân để chúng ta có mảnh đất mà ngày nay chúng ta gọi là Thừa Thiên và Quảng Trị. Thì cái chuyện tình đó xảy ra đã ghi dấu, có thể là đẹp, có thể là nhiều thắc mắc trong lịch sử, trong dân gian, nhưng mà người đời sau nhìn lại chuyến đi của công chúa với đôi nét ngậm ngùi mà chúng tôi muốn mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi của Phạm Duy. Thưa quý vị, bên cạnh một người nam ca sĩ mà quý vị đang rất yêu mến, chúng tôi hân hạnh mời quý vị đón tiếp một giọng nữ mới mà chúng tôi cũng tin tưởng rằng đó là một tiếng hát rất triển vọng. Thưa quý vị, Quang Lê và Mai Thiên Vân. Thank you.
ngàn dặm mà ra đi. Nước non ngàn dặm ra đi. Dù đường thiên lý xa vời, dù tình cô ly chơi vơi, cũng không dài bằng lòng thương mến người. Bước đi vào lòng muôn dân, bước đi vào lòng muôn dân. Bằng hồn trinh nữ mơ màng, bằng tình say đắm ơi chàng, ước nuôi dần hòa bình trong ái ân. Những ánh tháp vàng, cây quế xưa rừng, chỉ một mùa tàn lá hương là sắc tàn, tàn cả tình yêu vì hận còn gieo. Đất nước cháy theo với ngọn lửa thiêu, mới hay tình nhẹ như tơ, mới hay tình nhẹ như tơ. Mộng ngoài biên giới mơ hồ, chẳng ngăn được sóng vô bờ. Với đêm mơ hồn về trên tháp mơ. Trong quý vị quang lên.
Thiên Vân. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Thưa quý vị thấy trong phần đầu giới thiệu chương trình là anh Ngạn nói hết, Kỳ Duyên chỉ đứng cười cười thôi. Tại vì anh có dặn Kỳ Duyên trước rồi. Anh nói là cô à, bao nhiêu năm nay tôi toàn châm chọc dèm pha đàn bà, mãi bây giờ mới có một dịp duy nhất để tôi đói công chuộc tội. Thành ra cô cứ để tôi nói hết đi. Làm xong cuốn này đó thì tôi có nhắm mắt cũng an lòng. Thành ra quý vị sẽ thấy trong chương trình ngày hôm nay, nghĩa là bao nhiêu câu văn, câu thơ, văn hay chữ đẹp, cái gì mà tôn vinh tán thưởng đàn bà là anh phun ra hết hôm nay cho quý vị nghe. Cô Kỳ Duyên. Và anh còn hứa với Kỳ Duyên là show này không có chọc em nữa đó. Phải không? Tại em cũng là phụ nữ vậy, phụ nữ Việt Nam nữa. Cô phải nhắc tôi mới nhớ cô là phụ nữ à. Nhưng mà thế này. Vâng, vâng. Tôi có một cái lời hứa. Lúc nãy tôi quên nhắc đến cô Kỳ Duyên là cái chuyến đi Hàn Quốc ấy, vì bên đó ít người đẹp, nên thậm chí cô Kỳ Duyên sang bên đó cô cũng nổi bật lên ở bên đó này. Anh có biết là em cũng đang rất là đóng một vai phụ nữ diệu hiền, anh tay chân em phải để yên anh nha. Khó lắm đó. Vâng, thưa quý vị, trở lại với câu chuyện Huyền Trân Công Chúa, thì tại vì chúng ta đọc nhiều sách chính sử cũng như là huyền thoại, cho nên có nhiều cái mà chúng ta có thể bị lẫn lộn ở trong đó. Chúng ta cũng biết rằng là theo tục lệ của Chiêm Thành thì khi vua chết, hoàng hậu phải lên giàn hỏa, tức là thiêu sống để chết theo vua. Thì công chúa Huyền Trân lấy vua Chế Mân mới được có khoảng 11 tháng thì vua Chế Mân chết, cho nên là đương nhiên là công chúa Huyền Trân bị thiêu sống. Nhưng mà ở triều đình nhà Trần biết tin, cho nên cử ông tướng Trần Khắc Trung sang để đón về, thì mới nói với triều đình là bây giờ trước khi lên giàn hỏa phải đưa Huyền Trân công chúa ra bờ sông để tế trời đất và hướng về phương Nam mà lạy tạ hoàng cung rồi trước khi lên giàn hỏa. Nhưng mà triều đình Chiêm Thành tưởng thật thì cho công chúa Huyền Trân ra, thì Trần Khắc Trung mới dùng thuyền nhẹ cướp công chúa trở về an toàn ở Thăng Long. Nhưng mà thưa quý vị, vì cái khoảng thời gian đi lâu quá là quanh co tới một năm mới về tới, từ Chiêm Thành về tới Việt Nam mà đi tới một năm trên thuyền, cho nên người ta ngờ rằng Trần Khắc Trung có tư tình với công chúa Huyền Trân. Nhưng mà sự thực ra nhiều sách nói vậy, nhưng mà tôi thì tôi không tin, là vì công chúa Huyền Trân lúc đó mới trên dưới 20 tuổi, còn Trần Khắc Trung đã trên 60, tức là bằng tuổi tôi bây giờ rồi, thì không hy vọng gì. Ồ, anh nói gì đấy, em thấy thời bây giờ một ông 60 vẫn lấy một cô 20 là chuyện thường, có gì đâu. Đó là cô nói chuyện Việt Kiều về nước khác. Cho nên chúng tôi muốn giải thích một chút về hai câu thơ dân gian. Lúc đó thì vấn đề kỳ thị, cho nên là khi công chúa Huyền Trân lấy vua Chế Mân thì dân gian có câu là tiếc thay cây quế giữa rừng để cho thằng Mán, thằng Mường nó leo. Là chúng ta dĩ nhiên cái đó là cái kỳ thị quá đáng. Rồi đến khi mà nghi rằng là Trần Khắc Trung tư tình với Huyền Trân thì dân gian lại có câu là tiếc thay hạt gạo trắng ngần, đã vo nước đục lại vần lửa rơm. Ngày xưa thì nó cay đắng như vậy. Và thưa quý vị, để tiếp tục chương trình, một nhạc phẩm của Trần Tiến nói về cái sự hy sinh của một người chị vì lo cho em không lấy chồng và cuối cùng chị đã qua đời. Nhạc phẩm rất nổi tiếng mang tựa đề Chị Tôi. Xin mời quý vị thưởng thức với tiếng hát của nam ca sĩ Băng Kiều. Trông dễ thương, bán rau chợ cầu đông người
chưa có chồng. Người con gái lưng ông có bao chàng thầm mong theo. Mẹ giúp con gái yêu lấy chồng đi. Chị thương hai đứa em với mẹ già còn đau ơi à. Chị chưa muốn lấy chồng. Mẹ tôi khuất xa, chúng tôi không còn thơ ngây. Chị lại lo các em chuyện chồng con. Ngày chia tay bên sông, thấy chị buồn mà thương nghĩ à. Chị vẫn chưa có chồng. Kính thưa quý vị, khi chúng ta nói đến nét đẹp của phụ nữ Việt Nam thì như chúng tôi vừa thưa quý vị là một trong những nét đẹp lớn nhất đó là tấm lòng bao dung, sự vị tha làm bác ái, mở rộng cánh tay để giúp những người khác. Chương trình hôm nay chúng tôi có mời một số những vị khách quý từ phương xa đến, mà người đầu tiên là một nữ tu công giáo từ Việt Nam. Và chúng tôi sẽ hiện diện ở đây, chúng tôi sẽ mời hiện diện ở đây để thưa chuyện với quý vị. Và thưa, trước khi gặp gỡ
Vị nữ tu này xin mời quý vị theo dõi những hoạt động của bà trên màn ảnh. Sơ Yuse Anna Trần Thị Hiện là một nữ tu dòng Nến Thánh Giá. Với sức người nhỏ bé và điều kiện eo hẹp, nhưng Sơ và những chị em khác cũng cố gắng đi đến những vùng xa xôi hẻo lánh, đến với những ai cần sự giúp đỡ về tinh thần cũng như vật chất, dù chỉ là những món quà rất khiêm tốn. Hiện tại ở đây chị em của chúng tôi phục vụ như là một trường cần đặt là người di nhân rửa. Chúng tôi vào trong một tháng thì chúng tôi có 4 ngày thứ năm là cố định, là 4 ngày đó chúng tôi phục vụ về y tế. Ngày thứ năm cho hội người mù, tuần thứ nhất là cho hội người mù huyện Triệu Phong, thứ năm cho tuần thứ hai trong tháng là chúng tôi phục vụ cho hội người mù Gio Linh, thứ năm tuần thứ ba cho hội người mù Đắk Rông và thứ năm tuần thứ tư cho hội người mù của Hương Hóa. Thì trong 4 ngày thứ năm của trong tháng thì chúng tôi là cố định, còn những ngày mà không cố định thì chúng tôi đi với anh em, vì chúng tôi có một số anh em khuyết tật ở xa, vì chúng tôi không có điều kiện để tập trung anh em được. Vì tận ở đây ra tận Vĩnh Linh hay là Gio Linh thì con đường quá xa, nhưng mà chúng tôi thăm anh em và ủy lào anh em bằng những cái phương tiện vật chất nhỏ bé của chúng tôi, cũng giống như là nâng đỡ anh em trong cái tinh thần là biết thăm viếng anh em để cho anh em thấy rằng mình có được sự quan tâm và giúp đỡ để anh em có thể vượt qua cái sự gian khó mà vui sống trong cái mảnh đời xấu số của mình. Mỗi ngày Sơ cùng các chị em thiện nguyện khác dậy từ 3 giờ sáng để nấu cháo và phân phối cho các bệnh nhân ở những bệnh viện chung quanh. Là một bác sĩ Tây y, nhưng vì thiếu phương tiện và thuốc men nên Sơ phải học thêm ngành Đông y để có thể giúp chữa bệnh cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn. Trước đây thì chúng tôi thì có một ít thuốc mà do Hội Dòng cấp để giúp đỡ thôi, nhưng mà nó rất ít. Thành thử tôi có xin Hội Dòng cho tôi qua một khóa ngắn ngày về Đông y để tôi có thể châm cứu chữa bệnh cho anh em theo cái phương pháp là Đông y thôi. Còn đối với cái y tế hôm nay mà chúng tôi đang phục vụ cho đối tượng người mù thì có một ân nhân ở nước ngoài giúp cho Hội Dòng của chúng tôi. Căn nhà của nhóm khuyết tật Thiên Phúc dù nhỏ bé nhưng Sơ Hiện cũng cố gắng đưa những ai bệnh hoạn, mù, khuyết tật về nhà mình để lo lắng và tận tình chăm sóc. Trong ngôi nhà này thì hiện tại chứ là tôi có 15 em. Trong 15 em này thì nó thuộc rất là nhiều dạng, dạ, mồ côi, không có cha mẹ cũng có, mà có em thì con của người khuyết tật cũng có. Bởi vì các em, những em mà ở trong ngôi nhà của tôi thì là những em nó có cái ước vọng là học tập và có khả năng học tập. Tuy nhiên là hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn và con của những cái gia đình tật nguyền thì tôi muốn đưa các em lên một chút. Ước nguyện của Sơ là muốn mỗi người ngồi lại với nhau để cùng giúp nhau thăng tiến và giúp đỡ cho những mảnh đời xấu số. Sau bao nhiêu năm quên mình phục vụ tha nhân, tình thương của Sơ Trần Thị Hiện đã đem đến niềm hạnh phúc, sự an ủi và tia hy vọng cho biết bao nhiêu mảnh đời khốn khó bần cùng trong xã hội. Vì thế, người ta đã yêu thương gọi Sơ là bà Teresa Việt Nam. Bây giờ xin mời quý vị cùng chúng tôi chào đón Sơ Yuse Anna Trần Thị Hiện. Xin kính chào và xin kính chào tất cả quý vị quan khách. Thưa Sơ, đây là chương trình Paris by Night Thúy Nga. Ở Việt Nam, Sơ có biết cái chương trình này không? Dạ thưa, dạ chưa bao giờ tôi biết chương trình này. Bởi vì nơi tôi ở là một nơi xa và đối tượng tôi phục vụ cũng rất là thiếu thốn. Tôi không bao giờ biết chương trình này. Không sao Sơ, từ hôm nay Sơ sẽ biết chương trình này. Khi mà Sơ nhìn thấy hình ảnh của Sơ trên Paris by Night sắp ra. Thưa Sơ, cái việc mà Sơ làm từ thiện trong cái công tác mà chúng tôi vừa được thấy ở trên màn ảnh đó là do cái lòng tự nguyện của Sơ lúc đầu hay là đó là một công tác của nhà dòng? Dạ thưa, sứ mạng của một người nữ tu như chúng tôi thì phục vụ các người anh em nghèo khổ là đó là sứ mạng. Nhưng mà sứ mạng đầu tiên khi tôi đến nơi tôi ở là phục vụ mục vụ cho giáo dân. Tuy nhiên khi tôi đến ở Đông Hà
thì là bên cạnh tôi toàn là những anh em có những mệnh đời xấu số, và tôi đã trình bày với bề trên để xin được tự nguyện gắn bó với anh em trong chương trình này. Thưa sơ, cái công tác đầu tiên mà nhà dòng bổ nhiệm sơ đó, có phải sơ là bác sĩ nên được giao công tác này, hay là bất cứ nữ tu nào cũng được giao công tác tương tự như vậy? Dạ thưa, giờ bất cứ nữ tu nào khi nhận lãnh sứ vụ thì đều cũng phục vụ anh em của mình. Riêng đối với tôi, bởi vì tôi là một người đã được gia dòng cho học về nghề thầy thuốc, do đó tôi phục vụ anh em trong lĩnh vực chuyên môn của mình thôi ạ. Dạ. Cảm ơn sơ rất nhiều. Hôm nay rất hân hạnh được sơ từ Việt Nam đường xá xa xôi đến đây để tham gia trong chương trình Paribenai tôn vinh những công tác của người phụ nữ Việt Nam. Trước hết là xin cầu chúc sơ lúc nào cũng tràn đầy ơn Chúa, và xin Chúa giữ gìn sức khỏe, và mong sơ có thể tiếp tục tất cả những công việc để rộng lòng từ bi đối với tất cả những người thiếu may mắn. Tôi xin chân thành cảm ơn chương trình Thúy Nga, và xin cảm ơn tất cả quý ân nhân đã cho phép tôi được nối dài cánh tay ân nghĩa trên những mảnh đời xấu số nơi quê hương của mình. Xin chân thành cảm ơn. Thưa quý vị, là cùng đi với sơ Giuseana Trần Thị Hiền ở đây, chúng tôi còn có một vị nữ tu công giáo nữa từ Việt Nam qua và cũng làm một công tác tương tự như thế này. Thưa quý vị, đó là sơ Elizabeth Lê Thị Thành thuộc dòng Thánh Phaolô hiện diện ở đây. Xin chân thành cảm ơn hai sơ. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin lại trở lại với chương trình văn nghệ để giới thiệu tới quý vị một nhạc phẩm rất nổi tiếng, viết về hoạt cảnh, nói đúng ra là chuyện tình của những thập niên 30-40. Thưa quý vị, Cô Hàng Nước của Vũ Minh, tức là ca sĩ Vũ Huyến. Mời quý vị thưởng thức phần trình diễn của nam ca sĩ Trần Thái Hòa. Anh còn có mỗi cây đàn, anh đem là đem bán nốt, anh theo là theo cô hàng trẻ xanh. Tình tính tang tình cô hàng rằng, cô hàng ơi, rằng có biết cho chăng, rằng có biết cho chăng. Lặng lặng mà nghe tôi nói đôi lời, tôi kể rằng đầu làng ngũ xá có nàng, một nàng bán nước chè xanh, người đâu trông mà duyên dáng, và cô em chừng đôi tám, miệng cô như là hoa, đóa hoa thật tươi trông càng say đắm, mắt cô đưa tình khiến bao chàng trai ngất ngây vì cô. Mỗi khi qua hàng hỏi đôi mắt nhung huyền, ơi hỡi nàng hàng xinh xinh ơi, má lúm đồng tiền trông duyên ghê, làm ta say đắm bao tháng ngày. Chiếc áo nhuộm màu nâu non à, với dáng người nàng thon thon à, làm ta say đắm bao ngày tháng, vì em xinh quá xinh là xinh. Nàng ơi
anh đã yêu nàng. Quyết chí cùng nàng đến duyên à, bỏ lúc vì nàng thâu đêm à, rồi đây anh sẽ về. Nói với cùng mẹ cha anh à, sẽ tới hỏi nàng cho anh à, cùng nhau chung sống trong mộng thắm, cùng nhau chung sống bao ngày xanh. Hỏi mẹ tôi nói rằng, quyết chí hỏi vợ cho con à, quyết chí tìm nàng dâu ngoan à, nàng dâu đôi má giam nắng hồng, quyết chí giam vợ cho con à, quyết chí tìm nàng dâu ngoan à, làm sao cho xứng đôi vừa lứa, làm sao cho xứng đôi vừa đôi. Nàng ơi, anh đã mơ rằng đám cưới vợ chồng đôi ta khắp xóm cùng làng ra xem, người ra xem đứng rồi nói rằng đám cưới thật là to ghê, đám cưới thật là xinh đôi, người ta cầu chúc chú rể mới cùng cô dâu sống đến bạc đầu. Rồi ngày ngày qua xa vắng ở quan hàng, lúc trở về để kiếm cô nàng, cùng nàng chắp mối tình xưa, thì em đã rời nơi ấy để cho quan hàng lạnh lẽo. Ơi hỡi ơi nàng ơi, biết cho lòng anh đã bao năm trước anh đã yêu nàng, đến bây giờ đây biết đâu tìm em. Ơi hỡi ơi nàng. Kinh nghiệm cho mình thấy là quen này phải lấy ngay chứ để lâu là mất đấy. Thưa quý vị, trong năm vừa rồi Thúy Nga có một cái giải khuyến học, ra một cái giải học bổng cho các em, và cái đề tài là Celebrating Vietnamese Heritage, có nghĩa là nói về những cái di tản, về những cái di sản văn hóa của chúng mình. Bảo di tản này thôi. Chắc có lẽ em cũng nên đi dự thi cái đó, hay em cũng cần học rất nhiều. Sợ cô viết cái luận đó cô không trúng giải. Đúng rồi. Và các em đã gửi vào những cái luận văn mà các em đây là chỉ cần có một bố hoặc một mẹ là Việt Nam là các em có quyền vào dự thi. Và chúng tôi đã trao cái giải 10.000 đồng. Và hôm nay Kỳ Duyên được biết trong rạp có 10 em đã thắng giải. Vậy where are you guys sitting? Oh, there we go. Congratulations. Chắc sau rồi chị phải tới với em dạy chị học thêm tiếng Việt nha. Vâng, thưa quý vị, nói lại về người phụ nữ Việt Nam thì chúng tôi thấy là có lẽ Tây Phương người ta không lấy được những người vợ hiền như vợ Việt Nam. Cho nên là tôi đọc trong sách cũng như là trong tiểu thuyết thì tôi thấy người Tây Phương người ta hay có những cái câu có vẻ cay đắng về đàn bà mà không giống Việt Nam chúng ta. Chẳng hạn như tục ngữ ở Đức nó có câu là người đàn ông lấy vợ lần đầu là bổn phận, lần thứ hai là ngu dại, và lần thứ ba là mất trí. Thì chúng ta cũng không hiểu là cái điều đó nó đúng hay sai. Tôi có đọc một câu của một ông nhà văn Mỹ nổi tiếng là Samuel Butler. Ông viết là
lấy được vợ hiền là một điều may mắn, nhưng không lấy vợ lại còn may mắn hơn. Anh, tại sao anh đã hứa là trong chương trình hôm nay anh không châm chọc phụ nữ mà anh lại tính nào tật nấy là sao? Cái này là Tây Phương, không phải là mình. Cái này là anh chỉ lặp lại thôi phải không? Lặp lại là Tây Phương. Nhưng mà lại có ông này là nhà văn nổi tiếng, ông Mohem. Ông ấy viết là trên đường phố chúng ta gặp biết bao nhiêu người đàn bà thật đẹp đi bên cạnh những người đàn ông rất tầm thường. Lý do giản dị là vì đàn ông khôn ngoan không lấy vợ đẹp. Không, mà cái đó em mà chưa chắc là em đồng ý với anh. Bây giờ Kỳ Duyên xin hỏi những quý ông độc thân ở đây, quý ông nào có vợ rồi thì chúng tôi gọi là mồ yên mà đẹp khỏi bàn tới. Nhưng mà quý vị độc thân bây giờ cho Kỳ Duyên hỏi nha. Quý vị nghe Kỳ Duyên vỗ tay cho Kỳ Duyên biết. Ông nào thích được khôn ngoan mà lấy vợ không đẹp, xin cho một tràng pháo tay. thê lực quá. Còn quý vị nào muốn dại dột cứ đi lấy vợ đẹp. Như vậy đủ chứng tỏ quý vị cứ nói với chúng tôi là cái nết đánh chết cái đẹp, mà quý vị chỉ biết chọn cái đẹp chứ đâu có chọn cái nết đâu. Nói vậy chứ đánh không nổi đâu cô. Vâng, và thưa quý vị, xin được tiếp tục vào chương trình văn nghệ với hai nhạc phẩm nối tiếp nhau. Nhạc phẩm thứ nhất mang tựa đề Thân Phận của nhạc sĩ Lê Mộng Bảo qua tiếng hát của nữ ca sĩ Quỳnh Dung. Và nhạc phẩm thứ nhì Được Tin Em Lấy Chồng của nhạc sĩ Châu Kỳ qua tiếng hát của nam ca sĩ Mai Quốc Huy. Xin đừng bỏ em, đừng xa em.
thế thôi sao? Phận làm con, em phải vâng lời cha mẹ. Áo mặc sao qua khỏi đầu, đành phụ tình anh. Được tin em lấy chồng, lòng anh buồn biết mấy. Được tin em có chồng, chắc người từ độ ấy còn thương tiếc khôn nguôi. Giờ em đi lấy chồng, còn đâu mà trông ngóng. Đẹp duyên em với chồng, xây cuộc đời đắm ấm để ai tan nát lòng. Ai ơi câu ước thề chưa phai, năm tháng nào bên ai chung bóng trăng soi. Ai ơi bao tiếng cười reo vui theo tiếng đàn chơi vơi vọng suốt đêm dài. Người ơi nay hết rồi, tình duyên lìa hai lối. Giờ em đi với chồng, về lòng tê tái lệ rơi trong tiếng cười. Ai ơi câu ước thề chưa phai, năm tháng nào bên ai chung bóng trăng soi. Ai ơi bao tiếng cười reo vui theo tiếng đàn chơi vơi vọng suốt đêm dài. Người ơi nay hết rồi, tình duyên lìa hai lối. Giờ em đi với chồng, anh về lòng tê tái rơi trong tiếng cười. Giờ em đi với chồng, anh về lòng tê tái lệ rơi trong tiếng Quỳnh Dung và Mai Quốc Hy xin chân thành cảm ơn quý vị. Đúng rồi, đi đâu là con gái kéo đi đâu là mình cứ đi theo đó là đúng rồi đó. Mà thưa quý vị, nói như vậy chứ Kỳ Duyên thấy bao nhiêu mình nên nâng cao và khen ngợi cái đức tính là vợ hiền mà vợ ngoan. Nhưng mà khổ nỗi Duyên thấy ở đời thường thì vợ hiền là ưa bị chồng bỏ, hoặc là không có coi trọng anh. Vậy là tại sao vậy? Thật sự ra thì khi mà chúng tôi nói đến những cái triết lý sống thiệt thòi của người phụ nữ Việt Nam thì cái chính là do cái nền văn hóa của chúng ta, do cái hoàn cảnh xã hội thôi. Tại vì thưa quý vị là bây giờ chúng ta không có nói xa, chúng ta nói ngay cụ Phan Bội Châu là rất là gần gũi với chúng ta, mới thế hệ trước thôi. Thì cụ đầu giải nguyên, cụ đi dạy học, lương rất cao. Nhưng mà vợ, bà vợ không bao giờ động đến một đồng bạc của cụ. Tại vì tất cả tiền đó là cụ bao bạn bè hết, ai xin cụ cho hết. Tức là cái quan niệm ngày xưa. Rồi đến khi mà một thời gian cụ lập gia đình, cụ không có con, thì bà vợ vội vàng cưới vợ bé cho cụ ngay lập tức, để mà cụ có con nối dòng. Thì tất cả những cái đó
và thương yêu con riêng của cụ như là con ruột. Rồi đến khi mà cụ bỏ nhà ra đi làm cách mạng 20 năm, 20 năm sau cụ bị bắt, Pháp giải về qua tỉnh Nghệ An là quê hương của cụ, thì bà vợ mới ra gặp được có 20 phút thôi. Mà bà vợ nói rằng là thầy đã bị bắt, thầy ra đi 20 năm nay, hôm nay tôi được gặp lại thầy, như vậy là tôi mãn nguyện rồi. Từ đây thầy cứ lo việc nước, đừng nhớ tới vợ con nữa. Và cái quan niệm của ngày xưa là đàn ông là lo sự nghiệp xã hội, đàn bà lo việc nội trợ, hai cái đó nó cái nhiệm vụ nó không có dính gì tới nhau. Thì chúng ta coi đó là một cái nền văn hóa mà bây giờ chúng ta nhìn lại thì chúng ta thấy người đàn bà quá thiệt thòi. Bây giờ chúng tôi mời quý vị thưởng thức tiếp một bản tình ca, trong đó nó có những cái lời mà chúng ta thấy được là nói lên cái tâm sự của người phụ nữ Việt Nam ngày xưa, giống như là nhà thơ Hồ Dánh đã viết là: cô gái Việt Nam ơi, từ thuở sơ sinh lận đận rồi, tôi biết lòng cô u uất lắm, xa nhau đành chỉ nhớ nhau thôi. Vâng, thì dĩ nhiên là tâm sự người con trai con gái ngày xưa khi chia tay nhớ nhau cũng chỉ nhớ thôi, chứ không dám liên lạc, bởi vì cái đó nó vượt qua vòng lễ giáo. Thưa quý vị, nhạc phẩm Du Con Tình Cũ của Đinh Trầm Ca. Đinh Trầm Ca là một thi sĩ nổi tiếng ở Quảng Nam, nhưng mà đây là lời thơ của ông và do chính ông viết nhạc. Chúng tôi mời quý vị thưởng thức qua tiếng hát đầy nghệ thuật của nữ ca sĩ Khánh Hà. Anh ơi, anh đừng hờn trách nữa.
nếu tội tình xin gục đầu ghi dấu ăn năn. Thôi đừng buồn em nữa nghe anh, thôi đừng buồn em nữa nghe trong chuyện tình thì nhiều người phải gục đầu ăn năn lắm, chứ không phải riêng Khánh Hà. Thưa quý vị, và quý vị thấy bức tranh thật đẹp làm nền cho nhạc phẩm Du Con Tình Cũ mà Khánh Hà vừa gửi đến quý vị là của họa sĩ Đinh Cường, một trong những giáo sư trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế nổi tiếng với các tác phẩm đầy màu sắc của ông. Chúng ta thấy rằng là nhân loại chúng ta có những cái ý niệm chung với nhau. Chẳng hạn như nhà văn Gorky của Nga có nói rằng là phẩm giá cao quý nhất của người đàn bà là sự chung thủy. Thì trong chuyện Việt Nam, khi chúng ta nói đến chuyện dân gian mà nói đến sự chung thủy và cái sự oan khuất, thì chúng ta thường nói đến câu chuyện Thiếu Phụ Nam Xương. Thiếu Phụ Nam Xương là câu chuyện của một người vợ trẻ tên là Vũ Thị Thiết, có chồng họ Trương tại huyện Nam Xương, tỉnh Hà Nam. Thì hai vợ chồng đang sống êm đềm thì được lệnh vua phải đi chinh chiến. Thì người chồng khi ra đi thì người vợ vừa cái lúc đó là có bầu. Nhưng mà hai người không có để ý, chia tay nhau lên đường rồi thì người vợ ở nhà sinh con. Khoảng 3-4 năm sau thì hết chiến tranh, người chồng trở về thì đứa con nó đã 3-4 tuổi rồi. Khoảng 3 tuổi thì mỗi đêm ở nhà, lúc đó chúng ta dùng đèn dầu, cho nên là khi người mẹ ngồi khâu áo thì cái bóng của người mẹ nó in trên vách. Và thường thường người mẹ nói với đứa con là bố con đó, bố con đó. Cho nên là đứa con nó cứ yên chí rằng là mỗi buổi tối thì bố nó mới về. Mà nó không biết cái bóng đó chỉ là một cái hình ảnh của chính mẹ nó in trên vách mà thôi. Thì khi mà người cha trở về thì mẹ con vui mừng ra đón, thì bảo đứa con là chạy lại đón bố đi. Thì đứa con nó nói là không, ông này không phải là bố tôi, bố tôi đến tối mới về. Thì nghe là người chồng rất là giật mình, bởi vì đứa con nói người đã không nhận mình là bố đã là một điều kinh sợ rồi, huống chi lại nói là bố tôi tối mới về thì lại càng sợ hãi hơn. Thì từ đó sự ghen tương, sự uất ức nó nổi lên. Bởi vì người chồng đi chinh chiến đã mấy năm mà trở về mà lại nghi rằng đứa con này không phải là con mình. Cho nên là cái phản ứng của người vợ trung trinh ngày xưa là chị ta đi ra bờ sông và nhảy xuống sông tự tử. Rồi thì người chồng nuôi đứa con, và một buổi tối thì tình cờ cái bóng của người chồng in trên vách và đứa con nó mới reo lên là bố tôi kìa, bố tôi kìa. Thì bấy giờ người chồng mới biết rằng là mình đã nghi oan cho vợ và mình đã tạo nên cái chết của vợ. Cho nên là dẫn đứa con ra đầu gành và dựng một cái miếu để thờ. Về sau vua Lê Thánh Tôn khi đi ngang đó nghe câu chuyện thì vua rất xúc động và vua có làm một bài thơ. Chúng tôi chỉ xin đọc hai câu là: nghi ngút đầu gành tỏa khói hương, miếu ai như miếu vợ chàng Trương. Tức là kể lại cái sự tích đó. Bây giờ chúng tôi mời quý vị thưởng thức màn trình diễn cổ nhạc lồng vào câu chuyện. Thưa quý vị, phần trình diễn của bên cạnh hai nghệ sĩ tên tuổi, chúng tôi có em bé để đóng cái vai đứa bé 3-4 tuổi đó là bé Hoài Phúc. Thưa quý vị, phần trình diễn của Mạnh Quỳnh và Hương Thủy. Làng thôn tiếng ca đưa nhẹ dạ.
vào hồn bỗng nhiên vắng mất, bỗng nhiên vắng mất bởi dập dồn tiếng quân. Hiền Thế, Hiền Thế ơi! Kìa phu quân, tình thế ra sao rồi chàng? Hiền Thế, giặc thù đã tràn sang biên giới, anh và các nghĩa sĩ huyện Nam Xương phải tức tốc lên đường theo tiếng gọi của hồn thiến sông núi. Phu quân, đây là túi hành trang và thanh gươm báo, em đã chuẩn bị sẵn sàng để chàng lên đường giết giặc. Hiền Thế, phu quân, khi chiến chinh tràn lan, ôi nước non liêu tàn, dân sống trong kinh hoàng vì giặc thù xâm chiếm gian sang. Ta mang chí trai lên đàn mà thương nàng tấm thân hồng nhan. Phu quân ơi, non nước điêu tàn vì dấu chân bánh lừa, thì ta nên dẹp bỏ tình riêng để đền đáp nợ sơn hà. Giá cảnh đơn sơ không nhung gấm lụa là, nhưng đôi ta có một tình yêu tổ quốc, biết nhục gì cơn quốc phá gia dông. Chàng đừng sợ cảnh mưa chiều rét bước, giá lạnh cô phòng làm tê tái tim em. Hãy yên tâm lên đường cứu nước, siết chặt tay gươm để trừ giặc xâm lược. Tay gươm ta quyết sông pha trừ giặc xâm lăng, mong đêm bình no ấm về trên quê nhà, rằng quê hương có em mong chờ ngày vinh quang dễ dàng tin mừng chiến thắng. Vợ chồng đón viên xin dạ biệt nàng. Tạm biệt phu quân. Phu quân, mẹ đang giá ốc cho cha con nè. Mà để sao cha chỉ về không con ban đêm nhà mẹ? Thì tại vì ban đêm, ban ngày á cha phải ra đồng, cho nên ban đêm cha mới về với con. Mà mẹ biết gì không mẹ? Biết gì nè? Con thích ban đêm. Tại sao con thích ban đêm? Vì con có trong ánh đèn yêu thiệt và vui, nhìn lên vách cha về với con. Mẹ mở đèn là con thấy cha, đợi đèn sáng cho về với con. Con ngoan, bây giờ con ra ngoài con chơi đi ha. Cái mẹ giá áo cho cha xong rồi, cái mẹ nấu cơm cho con ăn nha. Dạ. Loa 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 loa.
đoàn quân ta đã chiến thắng Khải Hoàn, binh sĩ trở về làng cùng gia đình sum họp, lo báo cùng khắp huyện Nam Sư, chuẩn bị đón rước đoàn nghĩa binh trở về từ chiến trận. Loa 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 loa. Hiền Thê, Hiền Thê anh đã trở về. Phu quân. Hiền Thê. Mừng phu quân trở về trong đoàn quân chiến thắng. Trời ơi, ta phu mới quân đi có mấy năm thôi mà Hiền Thê của ta trông tiều tụy như thế này. Phu quân, ở nhà có ăn uống đầy đủ không? Chàng ơi, chàng có nhớ thiếp không? Nhớ chứ không nhớ. Nàng có biết không, trong những trận thư hùng ác liệt, tình yêu của nàng làm tâm can ta thôi thúc, thêm tiềm năng nghị lực vững tay gươm, chờ mong ngày non nước hết binh đao, dẹp giặc lẹ lẹ để cùng về với vợ đi nè. Hiền Thê. Phu quân. Ủa, ủa mẹ mong lại à mẹ? Đứa bé nào đi nè. Chàng ơi, khi chàng đi thì thiếp đã có mang. Hả? Thiếp giấu chàng vì sợ chàng bận lòng lo lắng, vướng bận thê nhi trên bước đường chống giặc. Nó giống ta quá nè. Con, cha về kìa con. Ta không ngờ ngày ta chiến thắng trở về ta lại có thêm một niềm vui. Con qua đây với cha. Không, ông phải chào con. Cháu con em tối mới về. Cháu con muốn chơi với gì nè. Ông phải chào con. Vậy là sao nè? Chàng ơi, đúng là con nít à. Từ khi con biết nói, lúc nào cũng hỏi tới cha, cho nên em... Cho nên nàng mới kiếm người đàn ông khác thế cho tôi, để cho nó gọi bằng cha phải không? Con ơi, bây giờ con ra ngoài con chơi đi ha. Cái một chút xíu, cái mẹ dọn cơm mà mẹ kêu con vô ăn nha. Dạ. Chàng ơi, chàng đã hiểu lầm rồi. Lầm à? Nàng nên nhớ, trẻ con không bao giờ biết nói dối. Trời ơi, trong những ngày tôi quên mình nói chiến trận, thì ở nhà nàng đã cùng trẻ khác sẽ ái chi ân. Không, phu quân hãy nghe em nói. Thôi, ta không còn muốn nghe lời của Phường Lan cả. Hãy đi mang cho khuất mắt ta. Phu quân, hãy nghe em nói. Thôi, dạng ra. Đôi quá có bài cùng ai. Ôi trời cao thâu chân cho lòng. Thôi thôi, ta không muốn nghe những lời ngụy biện. Giáng ra. Phu quân. Khi ta đang nặng quằn nhiệm vụ nơi chốn ải quan, thì lối cũ giường xưa ông bướm đã thay tình. Trong buổi chia tay, ai hứa sẽ vẹn gìn đầu ngàn sao tình còn mãi, nhưng nhạc chưa tàn nàng vội cắt dây tơ. Từ ngàn xưa tấm gương người tiết phụ, nét son vàng bất diệt đời chinh phu. Sao nàng không nói theo để giữ tròn chung thủy, lại làm ô quen trình tiết ngọc ngà. Sao cho chàng khô hiền khi lửa ghen hờn bừng cháy giữa tâm can. Muôn dòng sông gọi lòng con sông bạc, xin rửa sạch quan tình chôn liệm xác thân ta. Vinh biệt. Vinh biệt. Mẹ, 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 mẹ đâu vậy mẹ? Con đừng gọi mẹ nữa. Hãy để mẹ con đi theo người đàn ông khác đi. Không, mẹ con hứa con lắm, mẹ không giờ bỏ con đâu. Nhưng bây giờ con đã có ta, con đã có cha, cha sẽ thương yêu và chăm sóc cho con. Không, mau về chào con, ông đuổi mẹ con đi mất rồi. Con à, con phải nghe lời cha. Trời sắp tối rồi, thôi con vô giường nằm ngủ nha, cha đi đốt đèn lên. Cha ra với con liền đây.
sẽ đắp nền cho con nha. À, cha kìa. Cha, ông này dữ lắm. Ông này đuổi mẹ đi mất rồi. Con nói cái bóng đó là cha của con à? Đúng rồi đó, cha con đó. Trời ơi, như vậy là ta đã nghi oan cho vợ ta rồi. Hiền Thế, Hiền Thế, Hiền Thế ơi, nàng hãy tha thứ tôi cho ta. Mẹ ơi mẹ, con mẹ vậy con. Trời ơi, tôi đã giết vợ tôi rồi. Còn chi đau đớn cho bằng trong giây phút ghen hờn mà nàng muốn thở ra đi, để lại những niềm đau đang dò xé tâm can. Trời ơi, trước cảnh trạng này tôi là một kẻ sát nhân. Ngàn thu sao còn truyền tung ca ngợi gương tiếc phụ chung tình, tròn nghe tiếc hạnh thở chồng hồn thiếu phụ nam xương. Chỉ vì tôi ghen hờn nông càng mà làm cho nát ngọc tan vàng. Gió ơi hãy thổi lên đi, hãy cuốn đi những hờn ghen để trả lại cho ta niềm yêu thương trong nghĩa vợ tình chồng. Hiền Thế. Thưa quý vị, Mạnh Quỳnh Hương Thủy thì là nghệ sĩ lão luyện thì không nói làm gì, nhưng mà thưa quý vị là cháu Hoài Phúc đây là lần đầu tiên diễn, cháu sinh ở bên này mới có mấy tuổi, cho nên là tập cái tuồng này rất là khó khăn và phải thấy cái tài của cháu. Là vì dĩ nhiên cháu đẻ bên này cháu nói tiếng Anh, thì đây là cứ nhắc mãi là đây là câu chuyện ngày xưa, con không có nói tiếng Anh được. Chứ lúc mà chỉ trên cái bóng Mạnh Quỳnh về nó nói he's not my daddy. Mà không những vậy, tại quý vị biết là em cũng không phải là một người chuyên nghiệp. Mấy hôm trước tập tự nhiên ra đây thấy đông người quá, bé sợ đứng ở trong không chịu chạy ra. Cứ đứng mãi không chịu chạy ra, làm ở ngoài này Hương Thủy cứ khóc sướt mướt mãi. Nhưng mà thưa quý vị, đó cũng là một câu chuyện mà Kỳ Duyên nghĩ là nói lên cái sự chịu đựng, cái sự bất công đối với người phụ nữ Việt Nam anh hả? Tại vì thời nay tuy vẫn còn những cái sự chịu đựng đó, nhưng mà chắc chắn không thấm thía gì vào với thời xưa. Vì thời xưa đó là chồng đi chinh chiến rồi về nhà lại bao giờ cũng đối với bạn bè còn tốt hơn đối với vợ con. Thành ra coi như cái chuyện trong gia đình là hoàn toàn vợ lo được thì lo, không lo được thì thôi anh ạ. Thưa quý vị, cái nét văn hóa của chúng ta nó như vậy. Chúng ta có cái ảnh hưởng song phương với lại văn hóa của Trung Hoa. Người ta có cái câu là người quân tử chết vì tri kỷ, tức là người đàn ông chết vì bạn bè, chứ không ai nói là người quân tử chết vì vợ con. Và thưa quý vị, để tiếp tục chương trình là một hai nhạc phẩm rất vui tươi. Nhạc phẩm đầu mang tựa đề Thoi Tơ của nhạc sĩ Đức Quỳnh sẽ được gửi đến quý vị qua tiếng hát của nữ ca sĩ Loan Châu. Nhạc phẩm thứ nhì mang tựa đề Bến Nước Tình Quê của nhạc sĩ Mạnh Phát và Mộng Bảo qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Trúc. Trời gió em lo gì, trời mưa em lo gì, mùa hè em tiếc gì, mùa thu em cứ yêu.
may áo, áo anh và áo em, thiếu tơ nàng sẽ thêm. Thơ anh làm em hát, tơ em dệt anh mây, ta xây đời bằng mộng như tiếng sấm. Thưa quý vị, phải nói rằng là hai nhạc phẩm nói đến quay tơ thì chúng ta phải hình dung ra đối với phụ nữ, đối với con gái ngày xưa, đó là cái nghề điển hình nhất. Chúng ta thường là thấy là vì ngày xưa tơ tằm là một trong những nghề lớn của phụ nữ Việt Nam, cho nên chúng ta thường nghe những câu như là sáng trăng trải chiếu hai hàng, bên anh đọc sách, bên nàng quay tơ. Thì trong này bài Thoi Tơ là bài thơ của Nguyễn Bính. Anh, lúc nãy anh kể chuyện mà công chúa Huyền Trân mà khi mà vua chết là phải bị đốt sống theo đó, thì em nghĩ là cái luật hồi xưa họ quá dã man với đàn bà anh hả?
Có nghĩa là ông chồng chết là bà vợ là phải chết theo, rồi mấy vị vua hồi xưa thấy cũng không có hiền từ gì mấy anh hả? Cái phong tục xã hội nó đi như vậy. Chúng tôi nhớ là vua Minh Mạng, một buổi trưa, nói chung là các vua nhà Nguyễn thì khi ngủ luôn luôn là có từ 5 đến 10 cung nữ ở bên cạnh, có thể vừa là bodyguard, vừa là người thì gãi lưng người làm gì đó. Thì vua Minh Mạng một hôm ông ấy nằm ngủ trưa thì có 5 cô cung nữ ở bên cạnh, cung phi ở bên cạnh. Thì trong khi vua ngủ thì một trong 5 cô đó đã cúi xuống hôn lên trán của vua Minh Mạng. Thì vua giật mình thức giấc, có hỏi đứa nào vừa hôn tao. Thì cô đã nói rằng là thần thiếp được vào hầu bệ hạ đã mấy năm nhưng chưa bao giờ được gần bệ hạ, cho nên hôm nay thấy bệ hạ ngủ thì thiếp trộm hôn lên trán. Thì ông ấy lôi ra chém đầu ngay. Em tưởng không cảm động chứ. Không, chém đầu ngay, ông nói ai cho mày hôn tao. Cho nên là cô hôn ai cũng phải cẩn thận, gặp cái thằng khó tính nó chém. Bởi vậy anh đâu bao giờ được ai hôn đâu, nhìn mặt anh là thấy bị lôi đầu ra chém rồi. Thưa quý vị, ngày xưa người ta coi thường phụ nữ, nhưng mà cũng có bên cạnh nó có những cái chuyện rất là cảm động. Chẳng hạn như vua Trần Nhân Tôn, khi mà vua quyết định truyền ngôi cho con là Trần Anh Tôn, và sau đó thì vua đi tu ở trên núi Yên Tử. Núi Yên Tử là cao, trên cái con suối là khoảng 700 mét, gần một cây số. Khi vua vào chùa thì có 100 cung phi từ triều đình tình nguyện đi theo vua lên chùa để săn sóc hầu hạ vua, vì lúc đó tuổi vua cũng đã lớn rồi. Thì vua nói là không, ta đã xuất gia vào nhà Phật rồi thì cho các ngươi về làm gì thì làm, tức là có thể lập gia đình, có thể lập nghiệp này kia. Thì 100 cung phi đó muốn tỏ lòng trung thành với vua, có nghĩa là đã tiến cung dù chưa có gặp vua bao giờ, dù chưa có gần vua bao giờ, vẫn coi mình là vợ vua. Thì 100 cung phi đó rủ nhau lao đầu từ trên đỉnh núi xuống để tự tử hết. Thì khi lao xuống cái dòng suối ở dưới chân thì cũng có người được cứu sống, có người chết. Và những người được cứu sống á, thì vua cấp ruộng đất cho họ làm ruộng, họ làm gì thì làm. Và cái dòng suối đó từ đó đặt tên là suối Giải Oa. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là thân phận người phụ nữ ngày xưa đau khổ như thế nào. Bởi vì cái sự như chúng tôi cứ nhắc đi nhắc lại về cái sự thiệt thòi của xã hội nó dành cho người đàn bà, mà bây giờ đọc lại sử đôi khi chúng ta cũng không cầm được nước mắt. Vâng, và có lẽ qua một sự tình cờ, nhạc phẩm kế tiếp mang cái tựa đề rất phù hợp cho câu chuyện, đó là nhạc phẩm Thương Đời Hoa của nhạc sĩ Lê Dinh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Lệ Thu. Bài ca vì nhớ thương đời hoa, mắt mà thấy lúc đầu dịu dàng qua sắc màu, nhìn dòng đời vui biết bao. Ngày ấy nay còn đâu vì sắc hoa tàn mau, ngại ngùng hóa biếng cười vì đời hoa úa rồi mà thời gian lạnh lùng trôi. Thôi nhé hoa ơi, buồn chi cho duyên kiếp máu héo úa tà tơi. Tháng năm dần trôi, thương cánh hoa lẻ loi, u buồn dâng khắp trời. Kiếp hoa tàn rồi vì nhớ thương đời hoa mà viết lên bài ca. Dù rằng năm tháng dài một lòng thương nhớ hoài, tình này không hề nhạt phai. Buồn
bài ca vì nhớ thương đời hoa. Mặt mà thay lúc đầu dịu dàng qua sắc màu, nhìn dòng đời vui biết bao. Ngày ấy nay còn đâu vì sắc hoa tàn mau. Ngại ngùng hoa biếng cười vì đời hoa úa rồi, mà thời gian lạnh lùng trôi. Thôi nhé hoa ơi, buồn chi cho duyên kiếp máu heo úa tà tơi. Tháng năm dần trôi, thương cánh hoa lẻ loi, u buồn dâng khắp trời. Kiếp hoa tàn rồi vì nhớ thương đời hoa, mà viết lên bài ca. Dù rằng năm tháng dài, một lòng thương nhớ hoài, tình này không hề nhạt phai. Vì nhớ thương đời hoa mà viết lên bài ca. Dù rằng năm tháng dài, một lòng thương nhớ hoài, tình này không hề nhạt phai. Dù rằng năm tháng dài, một lòng thương nhớ hoài, tình này không hề nhạt phai. Hồ Lệ Thu xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và Hồ Lệ Thu xin nhân chương trình Chân Dung Người Phụ Nữ Việt Nam để cảm ơn tất cả các bà mẹ, các người chị Việt Nam đã bao nhiêu công khó, bao hy sinh để ngày hôm nay có một thế hệ mới đầy tài năng làm rạng danh cho dân tộc Việt Nam. Và Hồ Lệ Thu cũng xin cảm ơn người mẹ đã sinh ra Hồ Lệ Thu, cho Hồ Lệ Thu hình hài ngày hôm nay và có được ngày hôm nay. Xin cảm ơn mẹ rất là nhiều. Xin cảm ơn. Và thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một người khách nữa của chương trình. Cô là một người bác sĩ giải phẫu, nhưng mà bây giờ cô đã trở thành một người businesswoman rất thành công. Và trước khi gặp gỡ cô, xin mời quý vị theo dõi phóng sự trên màn ảnh. Bác sĩ Taryn Rose là một bác sĩ giải phẫu chân rất nổi tiếng trên thế giới. Vào năm 1998, bà đã thay đổi kỹ nghệ sản xuất giày bằng cách chế tạo một nhãn hiệu giày đắt tiền hợp thời trang và rất êm chân. Hiện nay, nhãn hiệu giày Taryn Rose được bày bán ở hơn 200 tiệm giày trên thế giới, gồm cả những tiệm danh tiếng như Saks Fifth Avenue, Harrods ở London và mới đây là tiệm Au Printemps ở Paris. Khi khởi sự đi vào nghề làm giày, cha mẹ của bà, ông bác sĩ Vũ Công Liêm và bà Nghiêm Thị Phúc Thuận đã không được vui lòng, nhưng bà vẫn nhất quyết theo đuổi con đường đã vạch ra với những thúc giục của tâm hồn. My parents thought I was crazy to leave such a prestigious career. You know, prestige is very important in the Vietnamese culture, and it took a lot of pressure for me to achieve what I did to become a surgeon, especially since a surgical field is very difficult to get into for anyone, much less a woman and much less a Vietnamese woman. Năm đầu tiên 1999, công ty Taryn Rose International có thương vụ là 75.000 Mỹ Kim, nhưng năm nay số thương vụ lên tới hơn 40 triệu Mỹ Kim. Bà nói rằng sự thành công được định giá trên chất lượng của những đôi giày. This is a classic example of everything we put into a shoe to make it comfortable, but it's still a very elegant, sexy shoe. We start with the arch support, and then we have a wider forefoot because most shoes are made too narrow and that causes pain. And it's got a cushioning material called poron, which is a shock absorber. So with every step you take, it's like walking on a pillow. Trong tháng 8 vừa qua, bà cùng với gia đình trở về Việt Nam thăm Nha Trang, nơi bà sinh trưởng. Bà sẽ dùng những hình ảnh đẹp của quê hương để đăng quảng cáo sản phẩm giày của bà trên những tạp chí thời trang khắp nơi. Người em của bà tên là An đã không có gì ngạc nhiên về sự thành công của bà chị. When I look back on the old videotapes we have of us as children,
It was always the three younger sisters who were playing, goofing off, and she was always off to the side, just, you know, very calm, very serious. But she's always had a very strong drive in her personality, and she's always been extremely ambitious. Sự thành công của bác sĩ Taryn đã đưa tên tuổi của bà vào kỹ nghệ sản xuất giày, nhưng bà luôn quan niệm rằng gia đình luôn luôn là chỗ đứng quan trọng và hạnh phúc nhất. Best part of my day is waking up and having all the children pile into bed and a big hug from my beautiful daughter Annika. Và sau đây chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị bác sĩ Taryn Rose. Kính chào quý vị. Em là bác sĩ Taryn Rose. Okay, so you're obviously so successful with the shoes. What is your next step? What is your next project that you want to do? I feel that every day is a new challenge and a new opportunity to achieve happiness. And so I actually would like to find a little bit more balance. I work a lot, and my next step is to make sure that I spend more time with my family, because family is very important. Well, you just mentioned that em mới về Việt Nam. So how has that influenced or changed you, or anything that you find interesting there? I have to say that I've been lucky enough to have traveled all around the world to Paris, London, Milan, the south of France, Honolulu, St. Barts. But I find that Vietnam is one of the most beautiful countries in the world. Don't you agree? And I personally think that Vietnamese women are the most beautiful in the world. You got that right, girl. No, just a quick question, because I think this speaks a lot to the second generation. You know, Vietnamese parents, we're always pushing our kids to be a doctor. That's the first thing we want them to do, be a doctor. You've obviously, you know, very successful doctor. You left that, went into business. So what do you say to your girls if they say, I don't want to be a doctor. I want to go read poetry. I want to be an artist, a painter. Are you going to say, go do it, or no, study for your MCAT? Well, success can be many different things to many different people. And I would tell my own daughter, and I have two sons also, that it's important to follow your heart and be in love with what you do. But at the same time, you have to get a broad education. So as long as you have a great education, because in today's world, it's so competitive that you must be prepared for anything that comes along. And then follow your heart and love what you do, and you will be successful. And don't forget, work hard, which we all know about. Thank you very much. Great, great, valuable lesson. Và thưa quý vị, để tiếp tục chương trình là một nhạc phẩm của nhạc sĩ Giao Tiên mang tựa đề Cô Thắm Về Làng. Xin mời quý vị thưởng thức với ba tiếng hát nam ca sĩ Thế Sơn, Trịnh Lam và Tiến Dũng. Sao xinh quá, trông ngẩn ngơ đám trai làng ta. Mới ngày nào quay dây nhảy tiền, mới ngày nào tung tăng khắp miền. Mà giờ đây cô thắm xinh như nàng tiên. Mặt hoa da phấn thêm mắt đa tình, mày cong môi thắm nhung đấm quanh mình. Tay dù dày, chân dày tay,
nhìn cô tha thước như liễu vung mạnh, bà con cô bác ai nấy khen thầm, ước mong cô gái ngoan nhà mình. Ô kìa ai như cô thắm, trông sáng qua gấm hoa trang đài. Thế mà hôm nay cô thắm không khác chi các cô làng ta, nón bài thơ nghiêng trong nắng cả, áo bà ba duyên quê ấy mà. Cùng chị em chân dép cô đi chợ xa, thì ra cô thắm đang mến hơn người, vì cô ăn ở theo thuở theo thời. Bao người thương bao chàng mê, làng trên xóm dưới nôn nức xa gần, bà con cô bác ai nấy khen thầm, ước chi ta có dâu là nàng. Anh hùng ấy nào ai hay ai biết, trông xứng đôi làm sao. Lúa đồng trên xanh xanh có nàng, đường cây xô bên đây có chàng. Chờ mùa lên đôi lứa sẽ nên tình duyên. Mặt hoa da phấn thêm mắt đa tình, mày cong môi thắm nhung đấm quanh mình. Tay dù dày chân dày tay, thước như liễu buông mảnh, bà con cô bác ai nấy khen thầm, ước mong cô gái ngoan nhà mình. Ô kìa ai như cô thắm, trông sáng qua gấm hoa trang đài. Thế mà hôm nay cô thắm không khác chi các cô làng ta, nón bài thơ nghiêng trong nắng tà, áo bà ba duyên quê ấy mà. Cùng chị em chân dép cô đi chợ xa, thì ra cô thắm đang mến hơn người, vì cô ăn ở theo thua theo thời. Bao người thương bao chàng mê, làng trên thôn dưới đôi nước xa gần, bà con cô bác ai nấy khen thầm, ước chi ta có dâu là nàng. Thì ra cô thắm đang mến hơn người, vì cô ăn ở theo thuở theo thời. Bao người thương bao chàng mê, làng trên thôn dưới nô nức xa gần, bà con cô bác ai nấy khen thầm, ước chi ta có dâu là nàng, ước chi ta có dâu. Thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp thì có tựa đề là Em Ghen của Trịnh Lam sáng tác. Thưa quý vị, là ghen thì chúng ta cũng biết rồi. Tại vì đối với khi chúng ta nói đến phụ nữ thì phải nói đến một cái tính luôn luôn là cái bản năng, đó là ghen. Giống như chúng ta nói là ớt nào là ớt chẳng cay, gái nào là gái chẳng hay ghen chồng. Dĩ nhiên cũng có những ớt mà không quay chúng ta đem xào được, nhưng mà cái đặc tính chung là như vậy. Tôi nhớ có câu chuyện ở Việt Nam, khi người ta ghen thì đôi khi người ta, cổ nhân chúng ta có cái câu là cái sự ganh ghét, cái sự ghen tị thường làm cho người ta trở nên nhỏ nhen và đôi khi độc ác. Thì dĩ nhiên ở những cái nước mà kém văn minh như Việt Nam thì người ta hay dùng cái biện pháp độc ác là tạt axit. Thì tôi nhớ có cái câu chuyện là có cái bà kia, bà ấy mướn cái anh chàng kia đi ra tạt axit, một cái cô đó như bán đậu đỏ là người tình mới của ông chồng. Thì đúng cái ngày đó bà ấy đi ngang, bà ấy thấy cái cô bán đậu đỏ vẫn còn ngồi yên ở đó, thì bà ấy mới kêu cái thằng này đến, bà ấy nói tao mướn mày tạt axit, tại sao bữa nay tao đi ngang con nhỏ vẫn còn ngồi yên đó.
Thì hôm nay nó nói là sáng nay tôi cũng đi ngang tính tạt, nhưng mà nhìn thấy cô ấy tôi tưởng có người tạt rồi. Vậy là nhan sắc quá đẹp mà. Cầm chai acid về cho đỡ tốn. Thôi thì quý vị để trình bày nhạc phẩm ghen này, ba thiếu nữ rất đẹp, thành ra Kỳ Duyên nghĩ là chắc không bao giờ họ phải ghen. Thưa quý vị, một lần nữa ghen của Trịnh Lan qua ba tiếng hát của Như Loan, Bảo Hân và Tú Quyên. Bà nào không...
Thưa quý vị, nhìn ba cô này mà nói là em ghen thấy khó tin. Có vẻ ba cô quậy cho người khác ghen thì dễ hơn mà quý vị. Right. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ một người khách trong chương trình ngày hôm nay. Cô còn rất trẻ nhưng cô đã bước vào con đường chính quyền của Hoa Kỳ. Xin mời quý vị theo dõi trên màn ảnh. Lúc 5 tuổi, cô bé Mina Nguyễn đã được gia đình cho đi thăm viếng thủ đô Washington. Cô đã không nghĩ rằng một ngày nào đó cô sẽ làm tại thủ đô trong công việc phụ tá các nhà lập pháp. Hôm nay, Mina là một trong những phụ nữ Việt Nam đầu tiên vào làm việc cho Bộ Tài chánh Hoa Kỳ. Cô diễn tả công việc của cô như sau. Trách nhiệm của Mina ở Bộ Treasury, là Bộ Tài chánh, là lo tất cả public-private sector partnerships, đó là những vấn đề thương mại và chính phủ phải làm việc với mấy công ty lớn. Thì Mina lo những cái đó, duy nhất là global competitiveness và relationship between US and China. Cô rất thích thú trong công việc để có thể giúp những người khác cải thiện cuộc sống của họ. Đó là một đặc tính của gia đình mà cô đã được thừa hưởng, đặc biệt là từ người mẹ của cô. Má của Mina thật ra là Mina học được là lúc nào nếu mà mình có tâm tốt và mình thật lòng giúp người, tất cả tốt đẹp sẽ trở lại với mình. Khi mẹ cô thấy một người bạn thân của cô là Lisa Mendoza bị gia đình bỏ rơi thì mẹ cô đã đưa Lisa về nhà săn sóc và nuôi dưỡng, đồng thời nhận Lisa làm con nuôi hơn 20 năm. Being from a broken home, no one from my family had graduated high school with the exception of my grandmother back in the 40s. And I didn't have, education wasn't important to my family and I needed that and they saw that. They saw that within me that I needed motivation and luckily being from an educational background, the entire family, they helped motivate me to go to college. Tháng 8 vừa qua, Lisa vừa lấy được bằng thạc sĩ về giáo dục. Bà Lê Bích Vân là mẹ của Mina, nói rằng đó cũng là một phương cách để trả ơn nước Mỹ. Mình rời Việt Nam đi, đến đây, vào trong trại tị nạn, được tất cả những người Mỹ đến giúp đỡ. Và khi dọn ra khỏi trại tị nạn, cũng rất nhiều gia đình Mỹ đến giúp đỡ, thương yêu mình, chia sẻ với mình. Nên khi có cơ hội, tôi cũng thấy rằng lòng mình thật lòng muốn làm một cái chuyện gì. Mina là con gái út trong 5 anh chị em của ông Nguyễn Đức Thiệp và bà Lê Bích Vân. Sự nghiệp chính trị của Mina bắt đầu vào năm 2001 khi cô được bổ nhiệm làm phụ tá đặc biệt cho Bộ trưởng Lao động Eileen Chao. Sau đó vào năm 2003, cô tham gia vào bang vận động tranh cử Bush-Cheney. Cô có nhiều tiếp xúc với những nhân vật danh tiếng trên thế giới, nhưng người mẹ của cô vẫn là một người biểu tượng lý tưởng và thân thiết nhất trong đời. Người ái mộ nhất của Mina là mẹ của Mina. Khi Mina nghĩ tới má Mina và khi sacrifice nhiều hy sinh và thay đổi được đời sống cho nguyên gia đình khi tới nước Mỹ mà không biết nói tiếng Anh, không có gì hết, mà thay đổi được tất cả cho lo được cho các con đi học được và có việc làm tốt, thì Mina thấy cái đó rất là khó. Nhiều khi trong đời Mina thấy nhiều cái khó khăn như đi làm và có nhiều trách nhiệm, nhưng Mina nghĩ đến đời sống của má Mina mà đã lo được cho nguyên gia đình thì Mina thấy cái đó rất là đặc biệt. Tại vì Mina tương lai ước là được làm một người mẹ tốt và có một gia đình vui vẻ. Thưa quý vị, hiện cô đang giữ chức phụ tá bộ trưởng Bộ Ngân khố, tiếng Anh gọi là Deputy Assistant Secretary of Business Affairs of the US Treasury. Xin mời quý vị chào đón cô Mina Nguyễn. Kính chào chị Kỳ Duyên và kính chào quý khách. Có lẽ câu hỏi đầu tiên chị phải hỏi em là người phụ nữ nào đã có ảnh hưởng lớn trong cuộc sống của em, cũng như là để khiến cho em đi theo con đường em đang đi? Mina nghĩ đến hai người phụ nữ đã ảnh hưởng rất nhiều về đời sống của Mina. Đó là Mother Teresa và bà Bộ trưởng Eileen Chao. Vì khi Mina 13 tuổi, Mina viết một bài luận về Mother Teresa. Mina thấy Mother Teresa rất là đặc biệt vì đã đi khắp thế giới và giúp người và không bao giờ ngại làm một những gì để giúp người. Và khi Mina lớn lên, Mina có cơ hội làm việc cho bà Bộ trưởng Eileen Chao. Và từ bà Bộ trưởng, Mina học được phải luôn luôn quyết tâm làm việc và tìm cách
nào mà nối tay làm việc với nhiều người và đem được kết quả tốt cho cộng đồng và xã hội của mình. Nhưng vì chương trình hôm nay là về phụ nữ, Mina xin nói một chút về phụ nữ Việt Nam. Mina biết tất cả những gì Mina có phần lớn là vì sự hy sinh và hướng dẫn của mẹ Mina và bà của Mina, người hy sinh rất nhiều, và tất cả những gì mà Mina có hôm nay là từ sự hy sinh và hướng dẫn của mẹ của Mina và bà của Mina. Nhưng dịp này Mina xin chị và quý vị để Mina cảm ơn mẹ Mina và bà ngoại của Mina có mặt ở đây tối nay với Mina. Còn một câu hỏi nữa mà chị nghĩ rất là quan trọng, tại vì em biết tới cái thế hệ thứ hai, thứ ba, chị nghĩ là đã đến lúc cái người trẻ chúng ta không chỉ còn hoạt động ở trong cộng đồng Việt Nam của mình, mà mình phải bước ra ngoài, đi vào cái xã hội Mỹ hoặc vào những cái cương vị của chính quyền cũng như là trong government của Mỹ. Thì cách nào là cách đầu tiên để có thể bước vào cái ngành này? Và em làm sao để em bước vào được để bây giờ em có cái cương vị của em đang làm? Thì em muốn đáp một chút ý kiến cho những bạn trẻ mà muốn làm việc trong chính phủ hoặc về phục vụ. Có thể mình bắt đầu được ở trong trường học hay là bắt đầu ở trong thành phố của mình và từ từ xong làm internship ở trên government hay là làm việc cho những người văn phòng dân biểu hay là tìm cái cách nào volunteer cho những cái organization mà liên hệ với chính phủ để mình hiểu biết thêm được. Và xin Mina xin nói một cái nữa, và trước khi Mina đi là muốn cảm ơn những người mẹ Việt Nam, vì Mina đẻ ở Mỹ và là cô gái Việt Nam. Mina xin cảm ơn tất cả những người mẹ Mỹ, những người mẹ Việt Nam đã là một hình ảnh rất đẹp cho những người trẻ của Mina, mà làm một gương sáng đẹp cho những người trẻ theo, và làm Mina hãnh diện là một người phụ nữ Việt Nam. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, Mina cũng không có nói sai lắm đâu, tại vì thường thường những bà mẹ Việt Nam bây giờ đã vào công dân Mỹ hết rồi, thành ra cũng có thể gọi những bà mẹ Mỹ được. Nhưng mà chỉ còn một cái favor cuối cùng chị phải hỏi Mina là khi nào mà chị lên Washington á, mà lựa lúc mà ông Tổng thống ông đi ra ngoài dẫn chị vô Oval Office đi vòng được không? Mình phải hurry đi trước khi Tổng thống đi, tại vì Mina làm việc với Tổng thống này, so phải hurry. Alright, okay, I will.